Nó đổ, đổ vừa luôn không? Sao nó đặt không, không? Không, mình để đường vô không thấy nè. Dạ. Mình không đổ vô, tôi đặt dưới tự. Người đây, 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 đặt nhắc đi. Rồi mời cả nhà vào thăm chị chim sẻ nha. Bữa nay chị chim sẻ chừa lại một ít khoai cao để mà đãi anh em mình nha mọi người. Đây là cái bọc khoai cao nè. Khoai cao này là hôm qua đi bóc không anh? Đó đó. Cái này là cái lá gì ta? Cái này là đọt nhãn lồng. Nhãn lồng ha. Cái này chắc là chị ấy đi hái, có thấy con trai nữa đó anh, chắc là để nhà bán đó. Hello, chị Sẻo, có nhà không? Có nhà chị ơi. Có mùi đó, có mùi thơm rồi đó nha. Trời ơi, bữa nay đãi gì đây? Chè đậu trắng. Chè đậu trắng hả? Khoai cao. À. Khoai cao là phai, ngày qua mình móc đó hả chị? Hôm qua xuống vô. Chị làm luôn á vậy? Con gái thì cứ lột cao nó đậu. Đâu? Mày hơi cao coi. Cao này lột vỏ sẵn hết rồi nha mọi người. À, cái củ nhỏ nhỏ vậy ăn không ngán ha. Chào chị. Chè đậu trắng ha. Nè, nấu lâu chưa? Nướng nhừ hay nè. Nướng chút nữa lên nha. Bên đây là đậu hả chị? Đậu. Khoai cao của mình mót ngày qua đâu? Nè. Nấu không? Nước dừa phải không? Nước dừa, nước cốt. Quá êm luôn. Hôm nay chị chim sẻ đẩy anh em YouTuber nha. Không vô, đâu dám nấu sớm. Gì hả? Nấu ừ. À, thì... sớm rồi, vợ chồng con gái ăn rồi cũng mất. Thì mấy em cũng biết cái tánh thì cũng nấu ăn chị à. Thì à. Nghe tin chị nấu lên chị vô. Hôm nay không biết đâu. Hôm qua đi mót chung mấy em có gửi về cũ đó. Rồi, rồi rồi bán được ký nào không? Có bán được 6 ký. Bán 6 ký hả? À, tính ra tổng cộng là bao nhiêu ký khoai cao? Chục ký. Chục ký hả? À. Tổng cộng là chục ký ha. Thì khoai đó mình bán được ký nhiêu chị? Không à. Có 5 ngàn hả? Đúng, nấu. Không có giá hả? Không có giá, người ta cái giá thì 4 ngàn. Còn đó. Chị sáng mình bán được tầm nhiêu ký chị? Được 10 ký. Không còn. Mà bán tới tới chiều nha, hồi nãy xách cho anh ta nữa. Không còn đó, bây giờ mình luộc mình ăn cũng được, cũng đỡ buồn. Dạ. Chừng cơm nữa. Cho nhìn nó giống cháo vậy chị. Ờ ta nếp nó vậy đó. Nếp mà phải không? À, không để đồ vô rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh không quậy nó. Nếp là thường thường ta cũng nấu cháo nữa không ta? Ừ. Cái này sao thấy đặc quá vậy chị? Nó hầu để đồ vô nó vừa. Để đồ vô để cái gì? Để đường, hầu để đường là nó ra nước. Cái nước dừa, ừ. Tưởng nó để đồ, anh tưởng để gì. Đó giờ chị chim sẻ có nấu chè lần nào chưa? Không. Chưa nấu ha, lần này là nấu là đầu tiên luôn đó hả? Đầu tiên luôn á. Để mấy em luôn đó ha. Ừ. Ủa sao đó giờ không nấu chị là mình không thích ăn hay là sao? Không có, tại mình không nấu nó ha. Hai nhỏ nó không ăn rồi, ổng không ăn nữa nên có mình anh chị ha, cho nên cũng khỏi nấu ha. Dạ. Là lần đầu tiên nấu chè. Nấu chè. Mà có hồi đi học ai không? Không. Rồi từ sáng giờ có ăn uống gì chưa? Chưa. Gì? Đi bẻ rau mới về đó. Ngày nào cũng hỏi cũng chưa ăn. Không. Ngày nhìn đói làm không? Cái này nhìn đói không hả? Nhìn đói không. Mấy bữa nay có chuột gì không? Không, nó con trai đi bắt cũng có. Vậy hả? Có chuột là chuột xào củ kiệu á. Chuột xào rau găm á. Vậy mình phải đảo nó hoài vậy ha, nó khác thôi chị. Khác. À, nó đặt lại nè. Nha. Cười. Chia sẻ này đẩy chè khoai cao nha. Có nước dừa ở dưới đường luôn ha. Bữa dạ. Nay có đi mót không chị? Nước tới đây nè, ngồi đâu được lâu, lỡ như nó ăn bị ăn lòi giờ tắn lỡ cho nên là vậy là cái. Ốc quắn hay vậy? Mót khoai cao nữa mà bán. Mà có đi mót nữa nhưng mà có lỗi chứ mót không? Có nước không mà mò không dính. Mò không dính à, mò ừ. Gì? Nước sâu quá à. Nước sâu sao khoai cao mà sao đi mò được? Ờ khoai cao mà dò cẳng nước ăn nó nhức quá nghĩ luôn. Đi về bẻ rau.
Rồi bẻ rau ha. Vậy là thâu rau ở ngoài là hôm nay bẻ đó hả? Dạ. Rau chai với đọt nhãn lồng hả? Nhãn lồng. Rồi sẵn quay cho cái chị ở nước ngoài xem ha. Dạ. Thì ở trên cái máy tiết nè, nó như vậy nghe chị. Đó thì chị chim sẻ là lót thêm một lớp tiết này nữa nè. Rồi, ở ngoài sau thì nó rồi đổ phải cao vô ha. Mình nấu ít, nấu nhiều dữ rồi chị. Có 2-3 người YouTube ăn gì hết, chắc đi vô bọc đem về quá. Lát tôi xin về cho mẹ em bọc nữa nha. Đấy không? Mình có hiếu. Ồ, đậu luôn. Tôi nhìn chị nhớ chim sâu thấy ta. Cái nó đổ vừa luôn không? Sao nó đặc không, lắm? Không, mình để đường vô nó ấy nè. Yeah. Rồi mình không đổ cho cái đặc dữ tự. Người đây 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 đặc nhắc cái chân. Đặc nhắc cái chân kìa. Này có thêm nước không? Lần này đầu tiên nấu sao thấy em thấy có nguy hiểm cái gì? Ông ừ, đúng rồi đó. Nè, đó chè ta vậy đó, nè chị để đường vô nè. Thôi thôi em thấy chè khoai cao này thì nó cũng nó đặc vậy đó. Nó nhiều nước trời. Nó có ăn lỏng. Dạ ta vậy đúng rồi. Thấy mà lại mấy chỗ người ta bán chè không, người ta múc sệt 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 lên đó không thấy hả? Hù hoài. Hù hoài. Đủ nhiêu đủ không thấy nhiều. Trời ơi. Phải hết một bịch đó đó. Chim sẻ nấu rồi. Hết đó luôn đi, hết đó luôn đi. Hết là em là thợ nấu. Từ từ hết đi, hết đi. Để ngọt quá. Thiệt. Em là thợ nấu mà. Em nấu cho nhà hàng ăn không đó. Chim sẻ này nấu dám ăn với chim sâu là không dám ăn luôn nha. Sao nhìn cái mỏ không dám ăn. Đúng rồi đó, đó vậy là đúng rồi đó không? Chứ nó lỏng quá sao ăn? Đúng rồi, chè này sao lỏng được? Hình như thiếu đường nữa đó. Hả? Chưa nêm mà đập quá. Để thêm đường đi, như em thấy thiếu đường. Đổ hồi quá. Từ từ. Đổ hết luôn đi chị, hết đi không sao đâu. Ừ. Trời ơi, có nhiêu đâu, em biết mà. Để coi hồi vừa vừa thôi. Rồi mình nêm coi nó ngọt vừa ăn là được rồi. Nè mấy anh em đi. Nè anh em đi. Nó sâu lên cho gã được. Vậy nêm đi. Ngon. Nhìn chim sẻ làm đồ ăn nhớ chim sâu dưới trời. Bởi hai chị em nè. Nhớ cái chảo hủ qua nấu canh hộp vịt ha. Hủ qua xào hộp vịt. Rồi đó đảo đảo dừng chút xíu coi rồi bắt đầu cái mình nêm thử coi. Để nước mắm gì không? Thôi quên nó nghe nó nêm bột ngọt rồi đó chị. Quá tay luôn. Đi ra ông xã. Mới nấu dài không cho đeo bột ngọt. Bột ngọt nữa, nước mắm. Tỏi bầm nữa chị. Ngọt lắm rồi đó anh em thử. Em không? Ngọt lắm rồi. Ngọt thế anh em thử em thôi. Em biết mà em để đường đúng cách luôn nó mới ngọt. Rồi chị bầm tỏi đi cháy luôn đi. Phi. Quá tay luôn rồi. Chị chim sẻ chứ đâu phải chim sâu mà bầm tỏi vô trời. Ừ. Ngon rồi nha, cái này ngon rồi nha. Thơm rồi đó. Cũng gâu nêm coi. Nêm coi anh. Rồi nêm đi. Thử đây, phút gâu đường là... nhiều thì ngọt nhiều gì đâu. Xin chào cả nhà nha, thì phút gâu sẽ đại diện cho hội lương thực thực phẩm. Thì em đến đây có chị đến nhà chị chim sẻ thì em sẽ nêm, tại vì em là người chỉ ra chị là đảo đường phẩm mỹ không ta. Cho em cái muỗng đi chị. Em muỗng gỗ đóng rồi. Nè nè đây nè. Mới giá thì em không gì. Bên nữa không? Ủa trời, ngọt, ngọt dữ không vậy là ngon. Chín nếp chưa? Quên vụ khoai sao nó có ấy rồi. Chín nếp chưa? Chưa, chưa chị. Em thử miếng, tại vì nó mới tới đây nè. Tại vì nó chưa vô tới kia. Thử hồi sức cái hầm gấu. Thử hồi giờ ngủ ăn chè ăn hết nổi. Chín chưa, chín nếp chưa? Ngọt. Chín nếp chưa? Nhiều nếp chưa? Sao rồi, được không? Chưa, nó mới tới đây. Nó mới tới đây rồi nè. Em mới thử. Được không, được không? Đâu có chén rồi. Trời ơi, trời. Chén kìa anh. Nó giỡn gì đó. Rồi, xin chào ở nhà nha. Thì hôm nay nồi chè quá ngon. Không à, em cho. Đi em. Ngọt. À, mùi thì nó ngọt, nó thơm. Nó nồng, mà nó cháy cái mùi nó mất. Ừ. Nó tuyệt vời đi. Ừ. Nói chung là rất là tuyệt vời. Hôm nay chị nấu lần đầu tiên vậy là ngon.
Để lát múc cho mẹ em bọc nha. Rồi cảm ơn chị Chim Sẻ. Chè mà sao nghe chị đó có mùi nồng mà sao ta? Thì cái này là kêu là ăn là tiểu đường. Ngọt quá trời ngọt. Kêu để chừa đó là không chịu. Cái đường đi là được rồi. Rồi có nước dừa vô nó béo vậy. Béo nữa, đổ hết nước dừa luôn đi. Có ngon múc để ngoài. Ờ vậy đó hả? Ừ, nó mới ngon. Không, cái này mình có thể thêm cái gì vô thêm vị quá trời ngọt luôn. Thêm vị gì? Ngọt quá chịu không nổi. Thêm nước nữa thì nó không béo. Chè khá là to rồi, nha. Chè nè. Đó. Im không chị? Hả? Im không? Thử rồi im không? Im, anh thử không biết đi. Đây hồi nó nguội chị ơi. Không, cái này quá ngọt chị có thể thêm miếng nước ra. Hả? Ủa mà ngọt lắm hả? Lắm luôn, lắm luôn, lắm. Nó mà đặt là một chút, nó mà nguội một cái nó ăn. Anh xin chị Để cũng này để cho không em tiểu đường. Rồi bây giờ ta ngọt. Tiểu đường luôn đi. Cho anh tiểu đường. Để cho bạn để cho cho anh tiểu đường luôn đi. Để anh tiểu đường. Rồi giờ nó xong chưa? Mình tắt đi được rồi. Chị nói chín nếp cho anh. Nhừ chưa? Nếp cho nhừ chút xíu đi. Chị nấu mà chị hỏi em. Nếp chút xíu đi. Tại vì mình nãy mình chưa có nếp nữa. Chị sẽ nấu mà hỏi em trời. Nếp gấp quá anh. Nếp hả? Nếp nở cho anh rồi. Nếp nở. Phỏng luôn. Phỏng luôn hả? Cái lúc mà nấu nếp á, quậy á, nó bị văng lên. Văng lên. Vậy đó hả? Ừ. Nãy có nêm lộn một ngọt trong đó không trời? Không, ngọt à nè. Ừ. Nhưng dầu ăn tôi riêng. Mình muối tôi riêng. Nó lộn mắm dầu ăn gì không trời? Mắm tôi riêng hả trời, nó có chung đâu. Ừ. Chị chim sẻ mà đâu phải chim dâu đâu mà sao lộn. Không sao đâu, quá quá thì ngọt hơn chút xíu thôi chứ không sao đâu. Thì ai thích ăn ngọt thì không là hành chắc ăn cả tô à. Thì anh dám ăn tôi cũng sợ luôn. Nó cái này mà chị chim sẻ mà qua mà cùng hợp tác với chim sâu mà nấu đồ ăn là thôi là hết sảy luôn á. Chị chim sẻ thì nấu chè, chim sâu thì chuột xào củ kiệu. Cái này giống như tôi nói là mặn ngọt thì có ha. Ừ, mặn ngọt đều có đó. Đây quay gần gần lại cái nồi chè của chị chim chim sẻ nha. Thơm rồi đó, có mùi thơm rồi đó. Có vô có dầu chuối nó thơm phức luôn. Có gì? Dầu chuối. Có dầu chuối ha. Dạ. Có dầu chuối là thơm phức luôn ha. Ai chỉ dầu chuối vậy? Người ta nấu người ta cũng để vậy anh. Mình có mua không? Không quên. Đi tiệm nãy quên. Đến ra biết mình thoáng quá chị, không có cái gì cản trở hết á. Ừ. Nhà không có cái sông chén mà chơi buộc dây gì đó hả? Rồi nha. Chén dưới nó kìa. Chén gốc chén. Đây ở trong bếp của chị chim sẻ nha mọi người. Còn ở ngoài này thì không gian thoáng mát. Không có gì che chắn hết trơn á. Chơi cái bao bố rồi đấy. Rồi đó. Không đâu rồi. Chắc ngủ gì rồi. Ngủ hả? Lúc khuya quá hả? 2 giờ đi đấu giếm. Vậy đó hả? Ừ. Khuya quá hả? Dạ, 2 giờ đi rồi. Vậy là tối chắc vợ chồng ngủ sớm hả chị? 8-9 giờ, 10 giờ mới ngủ. Vậy hả? Dạ. Nếu mà vậy rồi 2 giờ thức thì ngủ được có mấy tiếng hả? Mấy tiếng hồ còn ngon bằng cá nữa chứ. 2-3 tiếng. 2-3 tiếng. Mấy nay mưa có giọt không chị? Có, cũng giọt. Giọt nữa ha. Dạ. Giọt ở đâu? Cái chỗ này nè, mới lỗ hơi lủng lủng nè. Dạ. Dạ. Có giọt chỗ ngủ về không? Đứng trước thì giọt có hai chỗ mà lá cây bít thôi vậy. À. Có giọt lên bụng không? Được rồi đó. Dạ không có giọt bụng mà. Không có giọt ha, mà không có giọt ha. Vậy là chín rồi đó hả chị? Chín rồi đó. Rồi, chị chim sẻ đãi anh em chè khoai cao nha. Đó. Còn xíu mà. Rồi,
Đây. Đó. Đây cái nồi chè của chị chim sẻ nghe quý vị. À, ngọt lắm á nghe, là đúng luôn. Đúng gu của hình rồi đó. Đây, nồi chè đã chín. À, khói nguồn ngút thơm bát nhé. Có tô nước dừa luôn. Đó. Mộc mạc đơn sơ, chị chim sẻ nha. Đó. Nóng dữ rồi nghe. Có mời bà con chậm sớm lại không chị? Không. Sao vậy? Vậy thôi mình mời khán giả cùng khán giả đây. Khán giả mà xem chị chim sẻ đó. Mời cùng thưởng thức chè khoai môn hoặc là khoai cao đó. Mốt hôm qua đó. Đi mốt hôm qua bán mớ còn ấy mớ nấu chè luôn. Đó, thì đãi anh em YouTube nha. Nói chung thì cũng không có ngần ngại gì. Thì cũng hòa mình vào với cuộc sống khó khăn với chị chim sẻ nha. Chim sẻ nấu thì dám ăn chứ chim sâu là thôi dẹp luôn nha, không ăn ăn ừ, nổi đâu. Là 5 chén đó nha. Đóng nè. Đóng luôn hả? Để con chè cúng giống cúng vậy. Chị để 4 chén luôn chị. 4 chén à, 4 chén 4 bát. Thôi rồi đừng có nghe lời. Nếu không có là không đó. Đấy, nãy kêu chè chị đã nghe lời. Kêu nó nhỏ ra ăn luôn, kêu ảnh lên ăn luôn. Ăn chè không? Không cầm. Nó không ăn đâu. Nhỏ nhỏ lớn nó không ăn. Dạ, yeah. Nó không biết ăn chè hả? Không biết ăn chè. Đó. Đây à, có 4 chén, 4 người đũa là đủ 4 người YouTube mình ăn rồi. Thôi, con chị nướng chi? Ờ, 5 chén. 4 chén đó trước đi, chị đó chị múc sau. Rồi, Phúc làm lại đi. Rau bánh viên. Đâu có ngọt nhiều đâu. Nói chung gì là ngon lắm, ngon luôn á. Trời ơi, tôi nói vậy đó, tại lúc nào mình phải đi đánh giá chứ. Phúc niêm lẽ Phúc phải nói cho giữ lên ăn. Cái gì ông niêm nữa hả? Từ từ, tôi niêm đó. Ăn đi chị. Dạ. Đẹp không? Đã ta. Đó, đã luôn phải không? Có nước dừa vô béo ngon ghê không? Nói chung thì hòa mình vào những cái cuộc sống khó khăn, những cô bác, anh chị giống như là chị chim sẻ nè. Thì chị làm đồ ăn thì cũng rất là ngon nha. Nói chung là mình mới thử một miếng thấy cũng rất là ok. Chị chim sẻ thì mình mới dám thử nha. Cái chim sâu thì chắc để ông Long thử chứ không ai thử đâu. Mẹ chồng dám ăn nữa. Mẹ chồng dám ăn nữa. À. Rồi, mời chị nha. Cảm ơn chị một buổi tiệc chè này nha. Sao ăn hết vô hả vậy chị? Hết vô. Sao vậy? Ngán quá. Ngán quá hả? Ngán quá. Cho ai vậy? Ai cũng cho hết. Để cho em bọc nha. Ừ. Thôi giờ trả tiền công nồi chè nè. Gì? Trả tiền công nồi chè nè, chịu không? Để bao mấy anh ăn mà. Rồi làm có nhiêu tiền đâu, bao có nồi chè hết nhiêu tiền rồi. Nói thiệt đi, khai đi mua nấu hết tiền là nhiêu tiền? Tính rồi, nãy 70,000. Trời trọng lên hết luôn á. Hết nơi này kia là 70,000 quốc nồi chè luôn á. Trời lớn vậy? Rồi giờ trả tiền công nồi chè nè. Ừ. Cái gì? À. Trả tiền công nồi chè đó. Trả dữ vậy? Trả gì lời dữ lắm. Nói chơi chứ có chị Ngọc ở thành phố á, ở Tân Bình, gửi cho chị chim sẻ 500,000 để mà giúp cho cái hoàn cảnh của chị. Dạ, cảm ơn. Đó, sẵn rồi hôm nay em đến thăm chị đó rồi em gửi 500,000 của chị luôn, của chị Ngọc luôn, gửi cho chị. Mình gửi lời cảm ơn chị Ngọc với chị sẻ. Dạ, cảm ơn chị Ngọc. Ừ, gửi cho chị 500 ha. Dạ. Cái nồi này là chia ra làm 3 làm 4 YouTube hết luôn hay sao? Hết không? Nè cầm cái tiền giữ đi để nó bay đi. Bỏ túi đi. Ừ. Rồi cũng thay mặt chị chim sẻ cảm ơn chị Ngọc rất nhiều, là nhiều nha. Người ta muốn quay ăn muốn được. Lần đầu tiên cũng quay chị hôm gài cũng nhiều video rồi, cũng có chị Ngọc là người đầu tiên giúp đỡ ha. Dạ. Đó, giúp được cho 500. Dạ. Còn sau này nếu mà có bà con giúp đỡ thì em đến thì em sẽ trao cho chị như vậy đó. Dạ. Chị chim sẻ cũng còn cực khổ nhiều lắm nha cả nhà. Thì nhà cửa hôm bữa mình có quay mấy clip đó, có quay cho bà con xem rồi đó. Thì nói chung cũng xuống cấp chứ lắm rồi. Nhưng mà chị chưa có duyên đến chạm tay với Mạnh Thường Quân nhiều.
Rồi vậy có gì hồi ngượng bọc ha. Dạ. Ừ. Gửi danh quyền nữa. Quyền luôn ha. Ừ. Kiếm thêm cái bọc. Nói chung là quên. Bốc bốc nhưng mà chừa lại nghe chị nhà ăn nữa nghe. Dạ. Chưa nên bà già có ai đâu anh. Rồi thôi em cũng kết thúc video. Rồi dạ. Chào chị chim sẻ nha. Dạ. Rồi Thảo xin chào tất cả bà con.